Shop Phà Phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay shop giới thiệu một số kẹo sâm đến từ Hàn Quốc. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, ủng hộ shop Phà Phương, nhớ chia sẻ và like clip để nhiều người biết đến kẹo hồng sâm của Hàn Quốc. Ở đây shop giới thiệu hai loại. Thứ nhất là loại hồng sâm không đường 500g, túi sâm không đường mà gói như này là 500g. Bây giờ mình sẽ đổ cái gói kẹo này ra cho mọi người xem nha. Đây là hồng sâm không đường nha, một nửa ký đó, được một dĩa to đầy ú lên này nha. 100 khoảng 130 40 cục gì đó các bạn. Hôm trước có người hỏi là một gói này bao nhiêu kẹo mình phải đổ ra mình đếm. Đây mình sẽ khui ra một cái kẹo nha. Đấy. Kẹo này là kẹo cứng nha, kẹo cứng chứ không phải kẹo mềm nha. Đó, kẹo cứng. Cái này mình ngậm một ngày là 4-5 cục nha, không có đường cho nó, không có sợ sâu răng. Trẻ con, người lớn, người già đều ăn được. Sugar free rest ginseng candy 500g. Đó, cái túi này cũng là 500g kẹo hồng sâm không đường. Một thùng là 20 gói. Mua kẹo các bạn gọi điện đến số 0925366299 để được mua kẹo. Và nhớ nói là mua kẹo hồng sâm không đường 500g. Bịch màu trắng hoặc là bịch màu đỏ thì shop sẽ gửi hàng cho các bạn nha. Nhớ gửi địa chỉ, số điện thoại nhận hàng. Hạn sử dụng của cái thùng này là tháng 3/2024 nha mọi người. Còn rất là lâu nha. Kẹo hồng sâm mà có gừng. Một cái túi này là các bạn cứ nói kẹo hồng sâm gừng 365. Một cái túi này là 300g. Thì nó có cái gừng thì nó tăng thêm cái độ ấm đó. Thì hạn sử dụng thì tháng 12/2024 còn rất là xa. Về mùa lạnh thì chúng ta nên mua cái loại hồng sâm có gừng này để chúng ta ngậm là cho nó ấm và nó tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng. Còn đây là kẹo hồng sâm ông bà lão. Đây cái hình là hình ông bà lão nên là gọi là kẹo hồng sâm anh bà lão, hồng sâm 6 năm tuổi. Một cái gói này là 200g. Một gói này 200g nha cả nhà. Hạn sử dụng thì cũng còn rất là xa nha mọi người, yên tâm về cái hạn sử dụng. Hạn thì năm 2024-25 mới hết hạn nha. Một gói này là 200g, nó có số 200g mà in hơi nhỏ. Kẹo hồng sâm ông bà lão có đường 200g. Tất cả các sản phẩm này đều nhập trực tiếp từ Hàn Quốc. Một thùng này là 50 gói, nếu mà ai mua sỉ thì chúng ta mua nguyên thùng là 50 gói nha. Shop vừa bán sỉ vừa bán lẻ, do đó các bạn nào muốn mua sỉ kẹo hồng sâm, kẹo hắc sâm, cái này gọi là kẹo hắc sâm nha. Chúng ta muốn mua sỉ thì chúng ta gọi điện đến số 0925, các bạn kết bạn Zalo đến số 0925-266-299 để được tư vấn và mua sản phẩm giá cả giá sỉ và giá lẻ nha mọi người. Cái kẹo mà màu nâu nâu này là hắc sâm nha. Hắc sâm hay còn gọi là sâm đen đó, của Hàn Quốc. Một gói này là nó có hai loại, một loại là 200g và một loại là 300g. Cái gói này là tháng 9/2023 nó mới hết hạn nha. Kẹo hắc sâm này thì chúng ta cũng ngậm một ngày là 3 đến 4 viên. Và trẻ em thì ngày 1 đến 2 viên. Giúp cung cấp năng lượng nè, tăng cường sức khỏe nhanh chóng nè, tăng cường sinh lý nè. Không chỉ cho nam giới mà kẹo nhân sâm còn tốt đối với nữ giới, đặc biệt là phụ nữ trung niên nè. Điều hòa ổn định tim mạch nè, tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa ung thư, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Một cái gói này là 300g nè. Gói này thì hạn sử dụng tháng 7/2023 nè. Giá cả thì các bạn liên hệ Zalo số 0925 366 299 để được tư vấn và báo giá nha.
đây là một cái loại cũng là hát xăm, mà hát xăm mà loại này là lách ginseng các bạn, lách ginseng candy rồi hát xăm đen đó. Đó, loại này thì nó là 250 gram, mỗi một cái loại thì cái giá cả nó sẽ khác nhau. Đó, nếu mà ai muốn làm đen Gorian Lex Genshin Candy thì mua cái gói này nha. Đó, như vậy thì đó là các loại kẹo mà shop đã có sẵn. Các bạn cứ gọi điện đến số 0925 366 299, các bạn báo mua cái loại nào bao nhiêu gram thì shop sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Còn nếu không thì các bạn kết bạn Zalo qua số 0925 366 299 để được tư vấn và báo giá. Nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ shop Hà Phương. Nhớ bấm cái chuông để khi mà shop mà đăng clip mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Trên hình đó là các bạn có 3 loại kẹo hát xăm đó các bạn nha. 3 loại kẹo hát xăm. Kẹo hát xăm là có đường nha. Kẹo hát xăm là có đường. Còn kẹo hồng xăm 500g là không có đường. Các bạn lưu ý khi chúng ta mua mà chúng ta dành cho người tiểu đường thì chúng ta mua kẹo hồng xăm không đường 500g. Còn các bạn muốn mua hắc xăm hay hồng xăm loại 200-300g thì các bạn chụp cái hình lại, gửi vào Zalo số điện thoại 0925 366 299 để được tư vấn và báo giá cho các bạn. Rồi, nhiều người hỏi là kẹo hồng xăm mà không đường thì có ngọt hay không? Thì xin thưa với cả nhà là kẹo thì phải ngọt. Nhưng cái ngọt đó không phải là ngọt do đường. Do đó khi mà chúng ta, nó là cái chất xylitol chiếm hơn tới 50% chất lỏng ngọt. Vì vậy mà bạn có ăn nhiều kẹo xăm một chút cũng không gây sâu răng như các kẹo thông thường khác và cũng không gây tiểu đường. Đó. Và đặc biệt là được chế với cái thành phần một số thảo dược tự nhiên giúp cho thơm miệng. Và cái chất xylitol nó sẽ làm chắc răng. Đó, người ta ăn kẹo sâu răng, nhưng mà riêng cái kẹo hồng xăm không đường thì ăn vào sẽ không sâu răng nha các bạn nha, không sâu răng. Và đối với trẻ em thì giúp phát triển trí não, tăng cường trí nhớ, ngoài ra còn giúp trẻ em ăn ngon, phát triển tốt chiều cao và cân nặng. Đó, kẹo hồng xăm không đường thì có hai loại nha các bạn. Một loại là bịch viền màu đỏ đây, và một cái bịch nữa là viền màu trắng đây. Hai loại này là đều không đường hết nha, sugar free ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Cảm ơn tất cả các bạn, hãy đăng ký kênh, like, share, ủng hộ shop Hà Phương.